lập đỉnh 49.000 đô la Mỹ trong vài phút khi quỹ ETF được phê duyệt, giá Bitcoin nhanh chóng lùi về vùng 42.000 đô la Mỹ trước chiến lược mua ở tin đồn, bán ở tin tức. Khoảng 7 giờ phiên giao dịch đầu tuần, Bitcoin về dưới 42.000 đô la Mỹ, sau đó nhích lên nhưng vẫn đang trong xu hướng rung lắc. Trước đó hôm 12 tháng 1, một ngày sau khi các quỹ ETF Bitcoin được phê duyệt tại Mỹ, giá tiền số này cũng đã giảm xuống dưới 42.000 đô la Mỹ, mất gần 10% trong 24 giờ khi thị trường ghi nhận đợt bán tháo lớn. Đợt sụt giảm này xóa bỏ mọi lợi nhuận nhà đầu tư kiếm được từ cuối năm trước đến nay. Khi tin tức về ETF Bitcoin được đưa ra, thị giá vọt lên mức cao nhất 2 năm, khoảng 49.000 đô la Mỹ. Nhưng mức đỉnh này chỉ giữ được vài phút rồi nhanh chóng bị san bằng. Cổ phiếu của Coinbase, sàn giao dịch cung cấp dịch vụ lưu ký quan trọng cho hầu hết tổ chức phát hành ETF, đã mất 7,4% thị giá vào cuối tuần rồi. Các công ty khai thác Bitcoin như Marathon Digital, Hut 8 và Riot Platforms đều giảm ít nhất 10%. Diễn biến giá Bitcoin trái ngược loạt kịch bản được nhiều chuyên gia và đơn vị phân tích viết ra về sự hưng phấn kéo dài của thị trường sau khi ghi nhận cột mốc quan trọng. Tuy nhiên, theo CoinDesk, cú giảm hiện tại có thể không phải là điều quá bất ngờ. Công ty nghiên cứu thị trường CryptoKang đã dự đoán vào tháng trước rằng Bitcoin có thể giảm xuống mức thấp nhất 32.000 đô la Mỹ trong tháng tới sau khi quỹ ETF được phê duyệt. Đây là hệ quả của giai đoạn thị trường mua ở tin đồn, bán ở tin tức, buy the rumor, sell the news. Mua ở tin đồn, bán ở tin tức là chiến lược nhà đầu tư mua vào tài sản ở thời điểm xuất hiện tin đồn tích cực về thị trường và nắm giữ với niềm tin giá sẽ tăng trong tương lai, cho đến khi thông tin chính thức được công bố mới thực hiện chốt lời. Đây không phải là lần đầu thị trường tiền số ghi nhận xu hướng giao dịch này. Đầu năm 2021, thị trường xuất hiện tin đồn về sàn giao dịch Coinbase IPO trên Nasdaq, Mỹ. Thời điểm đó, giá Bitcoin lên vùng 55.000 đến 58.000 đô la Mỹ một đơn vị. Đến giữa tháng 4 năm 2021, Coinbase chính thức được niêm yết, Bitcoin đạt mức cao nhất trong ngày hơn 64.800 đô la Mỹ nhưng nhanh chóng giảm mạnh do thị trường bán tháo. Khoảng 2 tháng sau đó, thị giá rớt về vùng 31.000 đến 33.000 đô la Mỹ, tức sụt hơn một nửa. Diễn biến tương tự cũng được ghi nhận vào tháng 10 năm 2021 khi ETF Bitcoin dựa trên hợp đồng tương lai của Process ra mắt. Bên cạnh đó, việc nhà đầu tư trông đợi vào một quỹ ETF tương tự cho Ether cũng là lý do khiến giá Bitcoin tuột dốc. Thời gian qua, nhiều người chuyển sang sử dụng Ether và rút vốn ra khỏi Bitcoin vì họ tin rằng tin vui cũng sẽ đến với tiền số lớn thứ hai này. Cuối tuần rồi, thị giá Ether đạt mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2022. Alexander, nhà phân tích tại tập đoàn tài chính đa quốc gia Citi nói với CNBC rằng thị trường tiền số đã chuyển sang câu chuyện tiếp theo. Với việc Ether tăng mạnh hơn Bitcoin, có thể do kỳ vọng ETF của token lớn thứ hai cũng sẽ nhận được sự chấp thuận. Ủy ban chứng khoán Mỹ, SEC, dự kiến đưa ra quyết định về các ETF Ether giao ngay bắt đầu vào tháng 5. Sau đợt giảm giá những ngày qua, nhiều người tiếp tục kỳ vọng việc phê duyệt ETF vẫn là chất xúc tác cho thị trường. Nhưng có thể mất thêm thời gian để phát huy tác dụng khi những người mới sử dụng tiền số trở nên quen thuộc hơn với tài sản này và tham gia sôi động hơn. Chuyên gia từ tập đoàn Citi cho biết, tiềm năng đưa Bitcoin vào danh mục đầu tư sẽ trở nên nổi bật hơn, mặc dù để đưa tiền số này vào danh mục đầu tư rộng rãi vẫn còn rất xa vời. Suy nghĩ của các bạn thế nào? Hãy cùng trao đổi với Bể Cá Mập dưới phần bình luận nhé!